Đi đâu về là Hồng Loan chạy đến ôm ba cho đỡ nhớ, con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh cho hai bức tượng của ba được đưa về nhà thay vì để ở hoa viên Bình Dương. Hồng Loan rất vui như thấy ba đang ở nhà với con cháu. Trong dịp lễ Vu Lan, con gái của cố nghệ sĩ đã nhận bức tượng do nhiếp ảnh gia Lê Hoàng và nghệ nhân Văn Tòng thực hiện trong 3 tháng bằng công nghệ in 3D phối hợp với mỹ thuật thủ công của Việt Nam. Chất liệu chính của bức tượng là nhựa cũng khó bảo quản trong thời gian dài cho nên nghệ nhân đã quét lớp composite lên để tượng lâu bền hơn. Khó khăn nhất khi làm là về màu sắc phải nghiên cứu để phù hợp cho tượng thờ, nhiều họa tiết phải lung linh hơn. Bức tượng đẹp là nhờ những kỹ thuật thủ công của Việt Nam kết hợp vào. Nghệ nhân Văn Tòng cho biết, đây là lần đầu tiên ông làm tượng để tặng cho gia đình nghệ sĩ mình yêu quý và kết hợp việc khám phá một công nghệ mới của nước ngoài. Theo tâm nguyện của ông làm cho một nghệ sĩ lớn của sân khấu mình yêu thích nên chỉ tặng chứ không tính phí. Được biết, giá của bức tượng bên ngoài thị trường sẽ từ 80 đến 100 triệu tùy theo độ tỉ mỉ. Hồng Loan chia sẻ lúc đầu cô và gia đình định làm tượng cho ba nhưng sau khi xây dựng ngôi mộ thì không đủ kinh phí để tạc tượng vì thế con gái vũ linh quyết định không làm may mắn có chú lê hoàng và chú văn tòng hỗ trợ nên có được bức tượng đẹp như vậy lúc đầu khi nhận được bức tượng của ba vũ linh cô đã đem lên mộ để cho khán giả yêu mến ba sẽ đến thăm thế nhưng hồng loan lại sợ để thời gian lâu nắng gió bức tượng sẽ bay màu rồi xuống cấp vì thế hồng loan quyết định rước bức tượng của ba về nhà cô rất vui giống như được thấy ba ở nhà với con cháu đi đâu về nhà nhớ thì vào ôm tượng ba cho đỡ nhớ